Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Liên quan đến phần tin Việt Nam thì lại một lần nữa dấu hiệu đáng mừng đó là COVID-19 đã xuống. Ngày hôm nay thì báo cáo cho thấy là cái số người mà bị mất vì COVID-19 chỉ còn có hơn 80 người thôi. Đó là một cái con số hình như thấp nhất trong cái đợt mà nó bùng lên vừa qua. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày thứ năm 14 tháng 10 ở Việt Nam á, thì cái tin được người ta chú ý rất là nhiều. Đó là Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng của nhiều nghệ sĩ. Trước giờ mình đã nghe nhiều cái tin giống như tin hành lang, nhưng mà bây giờ đây là cái nguồn tin chính thức cho biết rằng là Bộ Công an cho biết là cần phải rà soát lại của những nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Trấn Thành. Người ta cho rằng trong thời gian qua đó thì với nhiều cái thiên tai lũ lụt xảy ra ở Việt Nam thì những người nghệ sĩ này đã lên tiếng để kêu gọi cái sự đóng góp của mọi người để họ đi làm cái công việc là cứu trợ cho người dân ở miền Trung trong cái mùa lũ năm 2020. Và trong cái số tiền mà họ thu được đó, nó rất là lớn, rất là nhiều. Thì bây giờ khi mà họ đi phân phát những cái tiền đó thì lại có những cái tin cho rằng là có những cái dấu hiệu thiếu minh bạch trong cái quá trình mà giải ngân cái số tiền đó và có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đó là cái lý do mà họ muốn phải điều tra. Thì hiện bây giờ nói là bước đầu là mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên để phối hợp làm việc. Rồi trong thời gian qua, nếu mà quý vị có xem tin tức liên quan đến Việt Nam á, thì cũng đã biết là những người nghệ sĩ này họ cũng đã lên tiếng rất là nhiều về cái chuyện họ cũng đưa ra những cái bản chi tiêu như thế nào. Sao kê. Gọi là cái từ sao kê, sao kê, cái chuyện đó cũng mới. Sao kê, cái khoản họ chi ra làm sao, nhưng mà thật sự cái số tiền đó thì nhiều lắm. Nhưng mà cũng liên quan đến cái chuyện này đó, thì bây giờ nó lại dấy lên một cái điều nữa là nói rằng là khi mà những người nghệ sĩ này họ thiếu cái sự minh bạch hay là họ bắt đầu có dùng có người thì nó là bị đánh phá vân vân. Thì sắp tới đây trong những cái đợt mà quyên góp lớn như thế này nữa đó, thì những người nghệ sĩ họ không làm thì liệu rằng là có ai sẽ thay thế được cái chuyện đó không? Tại sao người ta không có đóng góp cho những cái tổ chức chính thức của chính phủ, ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc, mà lại họ đóng góp cho những người nghệ sĩ? Mà khi đóng góp cho người nghệ sĩ nhiều tức là họ đặt niềm tin vào đó. Nhưng mà bây giờ đặt niềm tin vào rồi thì niềm tin đó cũng bị có những cái điều tiếng này kia, thì bây giờ họ biết tin ai bây giờ? Cũng theo cái bản tin đó thì tôi với quý vị cơ quan chính phủ ở ngay tại miền Trung đó, thì trong mấy ngày vừa qua cũng có những cái bản tin đưa ra nói rằng là Thủy Tiên, Công Vinh hay là Hoài Linh đã không hợp tác với là Mặt trận Tổ quốc ở những cái vùng ngoài đó để mà phân phối những cái số tiền để cứu trợ, hay là đã không có gọi là thông báo cho Mặt trận Tổ quốc biết hay là những cái hội đoàn gì đó. Thì đó là những cái tin từ trong nước Việt Nam. Ngày hôm nay thì tôi đọc qua một loạt những cái tin Việt Nam đó thì thấy nó làm sao đó. Là tại vì ông Thủ tướng ông nói rằng là mỗi một tỉnh thì đã có những cái quy định nó khác nhau về cái vấn đề chống dịch, về vấn đề thi hành giao thông. Mà ông Bộ trưởng Bộ Giao thông thì nói rằng là cả nước thì phải nên có một cái chủ trương về giao thông để cho mọi người có thể đi lại dễ dàng. Nhưng mà
về đến nơi tỉnh nào rồi thì tỉnh đó có quy định riêng của nó. Cho nên ngày hôm nay đó thì bản tin Việt Nam thì ví dụ như là có cái tin là bão số 8 đã tan rồi, nhưng mà các tỉnh miền Trung thì tiếp tục nhận được mưa lớn, thì đó là cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái tình hình lũ lụt nó sẽ xảy ra vì khi mà mưa lớn như vậy. Rồi những cái tin liên quan tới Việt Nam là bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận thêm một số những người F0 đó, rồi bây giờ bắt đầu đưa đi cách ly. Ngày hôm nay đó thì một số những cái xe đò đi liên tỉnh đó được phép hoạt động, nhưng mà cũng còn có rất là nhiều tỉnh nói không, tôi chưa có cho xe đò đi vào đây đó. Rồi xe đò đi vào đây thì cũng phải có những cái việc chuẩn bị để mà cái cách mà phòng chống dịch của cái tỉnh riêng đó đó. Cho nên ngày hôm nay đó cũng như là tin của hãng hàng không Việt Nam cho biết rằng là mặc dù là chính phủ kêu gọi là mở lại đường bay nội địa nối liền các tỉnh với nhau, nhưng mà chỉ có Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng là ba cái nơi mà người ta mới có được phép bay trong thời gian gần đây mà thôi. Còn những cái nơi khác đó thì vẫn còn đang là chờ ý kiến chỉ định của chính phủ, của những cái cơ quan cao hơn để coi là có mở hay không mở này kia đó. Chứ những cái bất cập nó xảy ra và mình thấy rằng là trên nói một đàng, ở dưới đó thì lại làm một nẻo. Tức là họ nói rằng là cần phải thống nhất hết, tức là ở đâu cũng chỉ có một cái chủ trương thôi, là phải mở lại cái này, mở lại cái kia, mở lại cái nọ. Nhưng mà cuối cùng thì chả thấy cái gì khác biệt cả. Chính vì như vậy cho nên là đã nói từ ngày 11 tháng 10 thì chính phủ yêu cầu bình thường mới. Nhưng mà mỗi địa phương vẫn làm trái, mỗi nơi một kiểu. Mỗi nơi một kiểu. Đó, thì mỗi nơi một kiểu thì trong thời gian qua mình đã nói rồi. Ở cái chuyện mà cứ xách người ta đi xét nghiệm đó, đến bây giờ rút kinh nghiệm từ Sài Gòn, nhưng mà những chỗ khác họ vẫn mang người dân đi ra chọc mũi, ngoáy mũi. Thì nhìn lại để làm cái gì, đó không phải là một cái cách để chống dịch, mà đó cũng chẳng qua đó là để mới tiêu thụ được những cái kit mà xét nghiệm đó. Và mỗi một cái lần xét nghiệm gì rất là nhiều. Ngày hôm qua ở trên báo Tuổi Trẻ cũng có một cái bài, cũng một viết về một người dân đi khám bệnh ở bệnh viện, mà nói ngay trong một bệnh viện thôi mà nó đã nhiêu khê đến mức độ nào, nó đã hành người dân làm sao. Cái cô này là bị, cái người này bị đau chân, đi đến bệnh viện để khám cái chân. Nhưng mà qua cái cổng đó thì ở ngoài bảo vệ cổng nói rằng á, là cần phải test COVID-19. Rồi xong một cái người khác nói là không cần, không cần, đi vô trong. Cái cô người này mới lê cái chân đau đi vào tuốt ở trong. Thì cái người tiếp nhận bệnh ở trong lại nói rằng là xét nghiệm COVID-19 chưa? Nó ở ngoài bảo vệ nói là tôi đã chích ngừa đầy đủ, không cần xét. Nó không, phải đi ra làm cái xét nghiệm nhanh. Người này phải lê cái chân đi ra ngoài để mà xét nghiệm. Thì ngoài đó nói không, văn bản mới rồi, là người này bắt đầu quạo rồi. Lại đi vào trong, rồi cái cũng xong qua cái khâu đó. Cái nói rằng là ok, bây giờ về 1 giờ trưa dòng lại để coi kết quả vân vân. Đi về đến khi vô lại, ở ngoài cổng chặn lại, kết quả xét nghiệm đâu? Có nghĩa là ngay trong một bệnh viện mà người ta lên tiếng, tại sao mà nó thay đổi như vậy, cũng cùng một nơi đó mà đi ra đi vô, đi ra đi vô. Thì đây thấy rằng cái chuyện mà người ta hành cái người dân nó ra làm sao bình thường, nhưng mà mỗi một địa phương, đến nỗi mà chính phủ kêu là mỗi địa phương không được quyền cát cứ, có nghĩa là họ muốn làm gì họ làm theo cái cách của họ, và ai cũng vận ra cái lập luận rằng là vì muốn phòng chống dịch, vì muốn an toàn cho người dân, lúc nào cũng vì an toàn cho người dân, nhưng mà hành người dân te tua tơi tả hết. Ngày 14 tháng 10 thì ngoài Hà Nội đã bắt đầu cho bán hàng ăn uống trở lại. Đây là cái hình ảnh cho thấy rằng là rất là đông, quán nào quán đó cũng đông hết. Thưa với quý vị, họ đi ăn sáng đó, Ngọc Lan, quán phở, quán bún này kia là rất là đông người tới để mà ăn. Rồi trong bản tin còn biết rằng là ở ngay tại Hà Nội đó thì người ta có những cái cách kiểu mới đó mà đưa những cái tấm bảng mà ngăn ra đó, ngăn ra đó để cho kiểu như ở Mỹ mình cũng làm này đó, mình cũng làm như vậy đó. Thì đây là những hình ảnh cho thấy rằng là những cái quán này bắt đầu mở bán hàng trở lại thì đông người tới ăn đó. Phở kìa, đập cái trứng gà vô rồi nặn chanh, thì thấy chưa? Ôi, thèm quá, đói bụng quá. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nguyễn Trường và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.
Cảm ơn quý vị cùng đồng hành trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Có nhiều bạn ở trên Facebook nói là ngày nào cũng coi cà phê sáng rồi cùng đồng hành trên đường đi làm, cũng rất là vui. Nhân tiện đây thì có một em ngồi ở nhà đang coi tôi với cô Ngọc Lan đó, ngày nào cũng nói là thứ năm thứ tư đó là phải coi chú Nguyễn Trường với cô Ngọc Lan rồi nói tin. Hello Vũ. Cảm ơn quý vị, và ngay sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới cùng với lại Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên.